Hello, xin chào tất cả mọi người, em là Mai ạ. Và như mọi người đã biết thì vừa rồi em đã có nói cho mọi người 5 sai lầm dẫn tới việc mọi người chốt sale thất bại đúng không ạ? Vậy thì hôm nay em sẽ cho mọi người quy trình để mọi người có thể chốt sale thành công. Bước thứ nhất đó là chúng ta phải tạo mối quan hệ thân quen với khách hàng. À, trước khi mà các bạn đang đang muốn tư vấn cho khách hàng, chúng ta có thể vào trang Facebook cá nhân của họ tạo cái sự quen biết. À, chị ơi, nhà chị có hai bé rồi à, bé nhà chị trông yêu thế, trông kháu khỉnh thế. Hay là chị ơi, ôi em thấy cái váy của chị nhìn mặc đẹp quá cơ. Đấy, chị mua ở đâu đấy? Em tìm cái váy này mãi mà không có được. Hay là chị ơi, chị vừa mới đi du lịch về à? Thế thì chị đi du lịch ở đấy có vui không? Em đang muốn vào đấy du lịch ấy mà chưa có kiểu gì thì chị có thể review cho em một tí được không? Thì việc mình đấy mình đang tạo cái sự tương đồng với họ. Được chưa ạ? Thứ hai đó là sao ạ? Thứ hai là khi mà mọi người tư vấn cho khách hàng ấy thì mọi người sẽ phải hỏi khách hàng để tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu của khách hàng. À, chị ơi thì hiện nay chị đang dùng cái sản phẩm gì này, cái tình trạng của chị bị lâu chưa này, chị bị đang biểu hiện như thế nào này, và khi mà chị bị như thế chị có cảm giác như thế nào. Thì đây là những cái câu hỏi mà để cho khách hàng họ thấy được rằng à, mình có sự quan tâm với họ là thứ nhất, thứ hai là mình có thể hiểu được thông tin khách hàng nhiều nhất. Chúng ta đừng để khách hàng đánh lừa chúng ta. À, ví dụ như là chị ơi chị bị cái này lâu chưa, chị bị lâu lắm rồi, thế là cứ thế là bắt đầu mọi người vụt vào, mọi người bảo ôi chị bị lâu lắm thế này thế kia. Nhưng thực có mọi người mà không hỏi kỹ ấy, là trong nhà người ta đã có sử dụng cái sản phẩm gì chưa ấy, là mọi người bắt buộc lao vào tư vấn là mọi người sai nhé, thì lúc đấy họ sẽ sợ mọi người luôn đấy. À, thứ ba đó là khi mà mọi người thì họ mọi người phải hỏi luôn cho em cái mong muốn thực sự của khách hàng là gì. Khi mà mong muốn thực sự của khách hàng, à ví dụ như là đôi khi nhé, à, họ bảo con họ bị hôi miệng, như hôm nọ khách của em à, con bị hôi miệng, nhưng mà thực chất là vì sao mà con bị hôi miệng mình không đưa được ra nguyên nhân cho khách hàng thì mình sẽ không thể nào mà thuyết phục được họ, đúng không ạ? Đấy, bước thứ tư sau khi mà ấy rồi thì chúng ta phải phân tích cho họ thấy rằng à, cái nguyên nhân dẫn đến cái căn bệnh này là gì, tại sao và biểu hiện như thế, nó có đang ở giai đoạn mấy, nó đang bị như thế nào và nó khiến cho cuộc sống của chúng ta cảm giác như thế nào. Bước thứ năm, khi mà các bạn đã đưa được, phân tích được vấn đề rồi thì bắt đầu các bạn sẽ là đi vào cái việc là tư vấn sản phẩm và bắt đầu mới báo giá cho khách hàng. Đó, tư vấn sản phẩm thì ở đây chúng ta sẽ phải nói với khách hàng một cái sản phẩm phù hợp, đúng không ạ? Đấy, và khi mà các bạn tư vấn sản phẩm thì tại sao sản phẩm này lại đưa cho khách hàng được cái tác dụng đấy, và bước này thì các bạn nên đưa cho khách hàng những feedback của sản phẩm, 1 đến 2 feedback thôi nhé, nó giống với căn bệnh của khách hàng, được chưa ạ? Bước thứ 6 đó là các bạn đưa ra giá của sản phẩm. Bước này là bước hay chạy nhất này. Đấy, bước này là bước hay chạy nhất. Vậy thì khi mà chúng ta đưa cái giá của khách hàng sản phẩm cho khách hàng ấy thì chúng ta sẽ phải làm sao? Sẽ phải nói cho khách hàng biết là à, đối với cái sản phẩm này nó dùng thì nó tiết kiệm như thế nào và nó đạt hiệu quả ra sao. Đấy, khi mà mọi người nói như thế ấy, thì khách hàng và mọi người lên kèm cho em ví dụ như là quà tặng kèm ngày hôm nay này, và khi mà mọi người có quà tặng kèm ấy thì mọi người sẽ phải đưa cho khách hàng à, chị ơi chị muốn nhận hàng vào ngày hôm nay hay là ngày mai, đấy là đưa ra những câu hỏi đóng đấy, hay là chị ơi chị muốn lấy một sản phẩm hay hai sản phẩm ạ à? Đấy, hay là chị ơi chị muốn nhận hàng ở nhà hay là ở tại cơ quan ạ à? Đấy thì mình sẽ đưa những câu hỏi đấy cho khách hàng, và bước cuối cùng đấy là cái bước xử lý từ chối. Xử lý từ chối ở đây sẽ có cái trường hợp mà mua rồi thì chúng ta sẽ chỉ xin 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 tư vấn gọi xin số điện thoại và địa chỉ là chốt thôi nhé. Còn nếu như mà các bạn với khách đang từ chối chúng ta đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải lựa vào những cái câu hỏi mà khách hàng đang từ chối. Em lấy ví dụ như là khách hàng đang bảo là em ơi chị đang hết tiền rồi ấy, thì chị ơi thế nhỉ, em hỏi một chút này, bây giờ cái bệnh của chị đang cảm giác như thế nào đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta có thể dùng một câu chuyện ở ngày xưa ấy, em cũng có một chị như thế, cũng mắc bệnh y như chị luôn, nhưng mà chị vì không tin tưởng ấy, xong rồi chị lại đi tìm một cái sản phẩm khác, thế là cuối cùng chị để càng lâu thì chị lại bị càng nặng, cuối cùng vừa mới dùng quay lại dùng sản phẩm của em trong vòng 2 tuần thôi thì đã đưa lại được cái kết quả rất là cao. Thì đây chính là cái câu chuyện để chúng ta chốt sale, và chúc mọi người chốt sale thành công theo đúng cái quy trình của em nhé. Tạm biệt mọi người.